Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay cả nhà có khỏe không? Mình mong mọi người luôn khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hôm nay mình xin quay cái clip này để mình chia sẻ về những cái bé chó ở bên Mỹ này được cưng chiều như thế nào. Đây, để mà mình đem một chú chó về nuôi á, thì người ta sẽ mình phải trả tiền cho những cái chích ngừa đầy đủ cho các bé rồi rồi và người ta đó thì ở đây đa số á, là người ta hỏi mình có chịu thiến cho nó không, tại vì đa số người ta thiến nhiều, tại vì ở đây người ta không có nuôi một cặp, giống như là không nuôi một đực, một con cái một con đực rồi sanh đẻ tùm lum, nên nhà nào thì có một con thôi hoặc là hai con, mà nó của người ta cũng không có muốn nó sanh đẻ tùm lum, nên đa số là mọi người á, thiến nó và giống như là để cho nó đừng có bệnh giặt lung tung này kia, tại vì khi mà ở nhà mà mình nó chỉ ở trong nhà có một mình thôi thì nó cũng như con người cũng có nhu cầu này kia, thì đâm ra nếu mà mình không thiến á, thì nó dễ bị sanh nhiều bệnh, tại vì mình không có cho nó đi đi ruộng với nhau đó, thì là như vậy. Nên tụi nó mấy chú chó này á, là đa số là được thiến thì nên không có bệnh, không có những cái mà lặt vặt. Đây là Trinkle, đây là cái bé Trinkle nhà mình, đây là bé này là con gái nên là mình cứ sắm đồ màu hồng cho bé thôi. Thì á, cái mấy bé này á thì có một cái chỗ chuyên bán đồ, nói chung là đa dụng đủ thứ hết, mình có thể là sách đi chơi, có quần áo, đồ trang sức, đồ đủ thứ, không thiếu một món gì hết. Và khi mà bé mệt rồi nè, bé buồn ngủ rồi, và khi á mình đi bác sĩ cho bé đó thì như là như người á, mình có bảo hiểm đi, mình chỉ trả vài chục thôi, nhưng mà các bé đó, bé này á, mình đi á, khi mà có lần mình đi đến chích ngừa thì mình đến mình gặp bác sĩ và mình cần chích thuốc cho bé, thì bác sĩ vô mà để khám giống như là nhìn mắt nè, nhìn người ta sẽ có đồ ráp cái miệng lại là không cho cắn bác sĩ, lỗ tai nhìn mắt, nhìn móng khám sơ sơ thôi là mình đã mất hết 50 đô cho bé rồi, nên á, là vậy. Xong rồi mình sẽ chích ngừa và bé sẽ có cái dây đeo cổ như mình đã show á, là sẽ bao nhiêu chích mà bao nhiêu năm đồ này kia. Thì khi dịch vụ đó xong á, mình làm dịch vụ đó và kế đến á, là sẽ có dịch vụ cắt móng tay, móng chân, tắm rửa, ngoáy lỗ tai rồi và đánh răng cho nó nữa. Thì tùy mình chọn những cái option cho chú chó, thì nếu chọn càng nhiều thì càng cao, giá là trên lệch rẻ nhất cắt móng tay móng chân là 13 đô, và chúng ta chọn dịch vụ tắm hay cắt lông hay làm này kia thì cũng từ 13 đến 60 đô cho một bé. Và cũng tùy nữa, bé nhỏ và cũng tùy nữa, nhưng mà các bé này ngộ lắm, ở nhà quậy vậy chứ khi mà đi đến ngay chỗ cắt móng tay móng chân á thì mình có thấy các bé ngồi rất là im ru cho người lạ cắt đụng đồ này kia, rất là ngoan hiền. Và thường á là cái giống chó nhỏ này nè, cái giống Chihuahua này, và kế tiếp nữa đó thì có một cái dịch vụ á, bé buồn ngủ rồi. Kế tiếp nữa đó là có một cái dịch vụ á, là có dịch vụ cho các bé đó là đi học, các bé sẽ được đi học, được huấn luyện ngồi nằm hay là ngồi nằm hay là ngồi nằm, rồi giống như là kêu xoay vòng vòng. Thì một lớp học như vậy thì hồi trước mình có cho Trinkle đi học, thì Trinkle học cái lớp như vậy là đóng 100 lẻ mấy, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình không biết bao nhiêu, đóng 100 lẻ mấy, một tuần sẽ học một buổi vào cái ngày mình chọn chủ nhật hay ngày nào thì mình có rảnh chủ nhật mình cho Trinkle đi học một buổi. Một buổi đó thì gồm là 45 phút đến 1 tiếng, thì vào đó học á thì cô sẽ làm quen. Những chú chó lớn ở đây rất là hiền và rất là nhanh nhẹn làm quen, hòa đồng. Chỉ có những cái chú bé này nè thì rất là quậy, không có
tuân ai hết. Thì bà cô bà cũng có giải thích là khi chó lớn đó, nó có sức bảo vệ của nó rất là khỏe, ở đây nó không có sợ người ta nhiều, tại vì đâu có mà đi ra đường giành ăn, hay là đâu có mà bị giống như người ta giống như là đi ngoài đường chọc ghẹo này kia không. Ở đây là coi như một em bé nên không có những cái chuyện đó, nên chúng rất là hiền. Và những chó lớn đi ngoài đường chứ mình mà muốn sờ thì rất là dễ, chỉ có những chú này thì hơi khó thôi. Thì chúng ta đến sờ rất là dễ, vì giống như là nai nó rất là tự dễ thương như một em bé, nó không có dữ dằn, tại vì nó không cần phải đi giành ăn, nó không có bị giống như người mấy đứa bé mà chọc ghẹo hay là làm nó sủa hay là đá nó này kia, thì ở đây không có chuyện đó. Ở đây nếu mà ngoài đường mà ví dụ mà mình mà ăn hiếp một con chó, mình đánh đập trước mặt mọi người, là người ta có thể kêu police đến với mình đó, là mình cũng sẽ bị warning, có chuyện rắc rối, tại vì đây là coi như là cũng gần như là một em bé vậy đó. Thì bà cô bà cũng nói là cái chó lớn nó có một cái sự nó không có sợ người, nên đâm ra nó rất là nai với mọi người, nó rất là vui vẻ này kia. Cái bà cô lại là dạy ha, kêu ngồi là ngồi, và người ta sẽ phát cho mình một cái đồ mà bấm, mà kêu một cái tắt một cái, là cái đồ huấn luyện cho mấy chú chó. Khi mà bấm một cái kêu nó ngồi thì nó ngồi, thì mình sẽ có cái thức ăn mà giống như rất là ngon, giống như là mắc tiền chút thì cho nó ăn, thì coi như là chứng tỏ là nghe lời là mình cho. Thế là được ngồi, được các chú chó được ngồi, chú chó đứng, chú chó xoay vòng vòng, thế là học trong một lớp đúng không. Thì cái bé này nè, bà cô lại cũng làm này kia vậy chứ vẫn gừ, vẫn đòi cắn bả luôn chứ không có sợ. Mấy xong rồi bả thì cũng giải thích là mấy con này á học sẽ lâu hơn những con bự khác, là tại vì lúc nào nó nhỏ xíu, thì khi cái cảm giác mà những người mà như mình nè thấy một con chó nhỏ là cảm thấy là rất là dễ thương, rất là giống như là không sợ. Thường là chó bự mình phải đề phòng, mình phải từ từ mình đến, còn khi mà những chú chó nhỏ này á thì mình lại rất thấy thương, mình cứ nhào đến giống như là một em bé vậy, nhỏ xíu mình thích mình nhào đến thì nó sẽ khóc lên liền, nó đâu có chịu tại nó chưa quen với mình. Nên á cái bé này á là thấy dễ thương là nhào lại, là bé bé sẽ gừ, bé sẽ cắn. Bởi vậy mình thì bà cô nói á là khi chó nhỏ nó có sức đề phòng mạnh lắm, vì nó biết nó nhỏ, người ta đến người ta hay chụp nó một cách nhanh quá, nên nó lúc nào cũng phải tự vệ cho nó, nên nó không có nghe lời ai hết. Nên là bà cô á dạy này kia cho ăn vậy chứ mà đâu có nghe lời đâu. Thế là học xong một khóa, mấy chú chó kia thì ok. Coi nè, đó bé nằm đó, bé thấy mình mà ôm nâng niu bé là bé nằm nhõng nhẽo như búp bê vậy đó. Cái các bé khác á thì đây đó, bé nằm nè đó, nằm xuống. Cái các bé khác á thì ok, đều được lên lớp hết, thế là bé này bị ở lại lớp. Thế là mình bà cô nói thôi thì cho bé ở lại lớp và bé phải được học lại tiếp, nhưng mà họ sẽ không lấy tiền, là vì chưa có học được cái gì hết mà cứ lo gầm gừ. Như lại á mình không dẫn bé ra đường nhiều, nên là bà cô nói là hãy dẫn trong cái shopping đó đó, mình phải dẫn nó đi vòng vòng để cho nó nhìn người nó đỡ sợ. Thì cuối cùng thời gian thì cũng dẫn vậy đó, rồi xong học cũng vẫn không biết gì hết, rồi bà cô nói cũng không nghe lời, không nghe lời ai hết. Thấy là mình thấy như vậy thôi, mình đành cho bé ở nhà nghỉ dưỡng luôn, tại vì á không nghe lời gì hết mà làm sao mà đi học tiếp thì rất là mất thời gian của mình. Nên á cái những cái giống chó này á, bởi vậy tại sao các bạn cảm thấy là khi mà những con chó nhỏ nhỏ mà mình đến nó rất là hung dữ, thật chất là nó có một cái sự bảo vệ của nó, vì nó nhỏ nên mình cảm giác người nào đến cũng muốn nhào đến nó hết, chứ không có đi từ từ. Như khi mà các bạn gặp một con chó to thì các bạn sẽ đi từ từ nhẹ nhàng đến, và các bạn sẽ nận từ từ, còn cái này bạn thấy thương quá bạn cứ nhào nhào vô, thế là bé không có thích, bé rất là sợ. Nên là bé dễ hung dữ. Nhưng mà cái bé này á
Thì đây là cái bé Trinkle nhà mình. Bé này có một cái đặc điểm rất rất là ngộ là ngày xưa là bé cũng được một gia đình khá lắm, khá giả cũng được chọn, được đem về nuôi và được chọn khi còn bé, là người ta mua từ lúc mà mẹ đẻ ra rồi đem về là ti cúp chihuahua, mà không hiểu tại sao bé lớn một chút thì bé cũng vậy đó. Cái nhà khi gia đình đó đó có một cái chuyện xảy ra là nhà bị cũng mọi người vào cướp đó, thì không biết là có đánh đập bé gì không, nhưng mà bé bây giờ không có thích gần ai hết á, giống như là không có nai với ai, không có thích đến với tất cả mọi người, chỉ mỗi một mình thôi. Nên mình cũng thấy có một cái đặc điểm ngộ ngộ mà mình không hiểu tại sao. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là lúc đầu mình gặp bé mình cũng không có cảm tình nữa, tại vì bé dữ quá. Bé gặp đã nói là bé không có thích ai hết á, là hả bé gặp ai cái bé cũng hả gừ, gầm gừ, ngay cả là mình đến cái cũng gầm gừ. Xong cái người chủ của nó hỏi là mình có mấy đứa con mình thích quá, cái người chủ hỏi là có muốn đem về nuôi không, thì mình cảm thấy là hai đứa nhỏ mình cứ nhoi 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 đòi nuôi, thêm là mình đem về mình cũng không muốn, thì người bạn bảo là cứ đem về thử đi, thích thì nuôi và không thích thì trả lại cho họ. Thì mình cũng đem về mình nuôi, thì mình thấy là dữ quá, hung dữ quá, ai cũng cắn hết á, mình chơi một hồi cũng cắn mình nữa. Nhưng mà có một cái đặc điểm vui lắm, cho mình chơi chút xíu xong cái quay lại gầm gừ, cái đòi cắn cắn người ta, cắn hai đứa con mình nữa. Cái mình đang suy nghĩ là có cái ý định đem đi trả, thì mình cũng nghe được là nếu mà mình mà đem đi trả người ta thì người ta cũng đã không muốn nuôi rồi, thì thế nào á, mình nghĩ người ta cũng đem vô cái chỗ mà cho chó hoang đó. Ở đây có chỗ mà giống như người ta có những con chó hoang, hoặc có những người không có khả năng nuôi nữa thì người ta sẽ đem đến đưa chỗ đó, thì cái chỗ đó người ta sẽ nuôi một thời gian, nếu mà không ai nhận đem về nuôi á thì mấy chú chó cũng có thể là bị đem đi giết bớt, tại vì người ta đâu có thể nào nuôi hết được. Thì cái vấn đề đó mình chỉ hiểu tạm sơ là vậy. Thì mình nghe vậy cái mình chạnh lòng quá đi, thì mình thấy nó tưng tẩn vậy rồi ai mà nuôi nó. Mà với lại á, hôm trước thì cũng có bị cướp, chắc cũng bị đánh này kia, chắc là chấn động tâm lý quá chấn động tâm lý quá, tưng tẩn á tưng tẩn á, cái là không có ai mà là không có nai với ai hết á. Thế mình thấy thôi tội quá, mình đem bé về mình nói ok mình quyết định giữ luôn. Thì mình giữ luôn á, thì hai đứa nhỏ mình cưng lắm, chăm sóc rồi đến cháu mình á, bé lớn nó cũng hay đi giữ chó cho người ta, thì cũng chăm sóc cho nó kỹ lắm, mà không hiểu tại sao nó lại không theo ai hết. Nhà bất kể ai cho ăn, ông bà nội cho ăn, rồi mấy đứa nhỏ cho ăn cho uống rồi chơi cưng như trứng vậy đó, nhưng mà không, chơi một chút rồi nếu mà không thích đừng có đụng đến nhiều, nhiều là gừ lên á, thấy gừ rồi là né ra, không thôi là cắn đó, lại vậy. Còn mình á là không bao giờ dám gừ hay này kia, ngay cả đến bây giờ những cái quần áo này mặc đơn giản vậy không ai dám mặc cho nó hết á, chỉ có một mình là mặc thôi, tháo ra cũng mình không ai dám đụng đến, tại vì đụng đến nó sẽ gừ, nó sẽ cắn, nó hù đồ dữ lắm. Rồi dây đeo cổ đi ra ngoài chơi cũng mình làm thôi, chứ bé không có cho ai đụng đến bé hết, tại vì á bé không biết tại sao nữa, mình cũng hiểu. Nhưng mà ở nhà thả ra đường á ha, khi mà lỡ mà sổng chuồng chạy ra đường á có cái tật ngộ lắm, càng kêu càng chạy đi mất tiêu. Nhưng mà đừng có kêu, để yên nó đi một chút, thấy mình đóng cửa chạy lại cửa cào 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 đòi vô. Bởi vậy ông xã mình nói á ngu lắm, ở bao nhiêu năm rồi mà không thương yêu ai hết, chỉ mỗi mình thôi. Ở nhà đó, cái cửa mà mọi người trong nhà hết thì bé nằm trong chuồng ok, nhưng mà khi mà ai mà đi ra khỏi cửa mà nắm ngay cái chốt dặn cái cửa đi ra một cái là sủa nhoi trời, giống như là đòi đi theo, muốn được đi theo, muốn được này kia. Rồi khi mà ông xã hay ai mà đi đâu á mà về chỉ cần đậu xe ngoài đường thôi
là trong đây bé nghe mùi đánh hơi, nghe mùi rất là hay và sủa lên cho mọi người biết. Nên mình mà không hiểu tại sao ai cũng cưng hết nhưng mà bé không 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 có cưng ai, không có nghe lời ai, chỉ mỗi một mình thấy có một cái đặc điểm ngộ mà mình đâu phải là nâng niu gì. Thực chất á, mình cũng đi làm từ sáng đến tối về, mấy đứa nhỏ ở nhà nhiều, mấy đứa nhỏ thích ôm nâng niu chỉ lắm, mà chị không có thích. Chỉ có mỗi một mình là ha, nâng niu tắm rửa đồ này kia là chỉ có một mình đụng đến chỉ được thôi, toàn bộ không ai đụng được hết á. Chỉ buồn vô chỉ muốn cắn là chỉ cắn à. Nên ở nhà là bảo là chỉ là ngu nhất nhà. Khi mà mình cho chỉ ra khỏi chuồng á thì chỉ khoái lắm, chỉ mà mình trên lầu mà xuống lại suốt ngày ở trong chuồng sủa, chừng nào cho ra chơi chung thì thôi. Hay mình cho ra chơi xong rồi nhiều lúc mọi người thấy chơi lâu rồi thì mọi người kêu chỉ đi vô đi, à, đi vô chuồng không có được ở ngoài nữa, là chỉ không đi là không đi, chỉ đang chơi và chỉ chạy lại dưới chân mình, nó chỉ cà cà chỉ nằm quanh quẩn dưới chân giống như là cứu nó đi nó không có vô đâu. Còn ở nhà mà không có mình á thì là kêu cái gì á là chỉ giống như là chỉ im lặng chỉ nghe, nhưng mà cái đặc điểm là không cho ai rờ, không cho ai này kia á, thì là không có cho ai hết, chỉ cho mỗi mình thôi. Mình làm gì cũng ok không sao, không biết là mami với Du có nợ nhau cái gì không đây hả, có duyên nợ gì với nhau không đây hả, sao mà thương tôi quá vậy hả. Tôi đâu có làm gì đâu, mình đâu có cưng, mình đâu có kiểu mà ôm mà 24 Mỹ á, người ta cưng thú đến độ mà các bạn có biết á, là người ta ngủ người ta cho lên giường ngủ chung luôn, hoặc là trong cái phòng người ta có chỗ để cho nằm ngủ này kia. Còn cái bạn này là mình huấn luyện rồi, không có cái chuyện đó. Bạn đó chỉ ở dưới nhà thôi, mình lên cầu thang là đứng ở dưới dòm lên, rồi bắt đầu ở dưới đi chơi là biết là cái phận sự là không được lên trên cầu thang, là không có lên, là như vậy. Nên cũng ngoan lắm. Còn mà trừ khi nào mình ẵm lên thì đi lên, chứ không có mà lên lung tung, tại vì mình cũng đã choen rồi, không có cho lên lầu thường. Thì nếu mà mình mà cho lên lầu thường á là sẽ đi lên lên hoài à. Nên mình phải choen vậy. Cảm ơn các bạn đã xem cái clip mình chia sẻ. Mình và Trinkle có một mối không biết là tương giao hay duyên số gì mà không biết tại sao là cái cưng mình như vậy, yêu thương mình như vậy, mặc dù ai cũng yêu thương nhưng mà không chịu, chỉ thương mỗi mình thôi à. Mình cũng ngạc nhiên nữa, không biết tại sao hả Trinkle. Mình quay cái clip này để làm kỷ niệm giữa hai mẹ con mình nha. Mẹ con yêu dấu nha. Không bao giờ, không ai được ở gần. Nhiều khi mình dẫn bạn này ra đường chơi chứ người ta thấy dễ thương muốn nận, mình đâu có dám cho nận. Quậy lắm cả nhà ơi. Twinkle, bye cả nhà đi. Say bye, bye. Twinkle, bye Twinkle, bye cả nhà nè. Nào xuống, say bye. Bye cả nhà. Bé Twinkle xin bye cả nhà nha. Love you cả nhà. Đây, múa một vòng đây. Nè, nè, nè. Trinh cò xin bay cả nhà nhé. Dữ nhất nhà đó cả nhà ơi.